Xin kính chào tất cả quý phụ huynh, các em học sinh. Video học hôm nay thì chúng ta sẽ cùng đi vào bài phép chia. Ta sẽ cùng đi vào bài phép chia bài 155 ở trong quyển vở bài tập toán lớp 5 nhé. Yêu cầu số 1 là chúng ta tính nào. 351 chia cho 54. 351 chia 54 thì được mấy lần? Được 6 lần đúng không ạ? Được 6 lần, các em lấy 6 các em nhân với 54. 54 nhân với 6 thì bằng 324. 5 nhân 6 nhân 4 24 viết 4 nhớ 2 này, 6 nhân 5 30. Nhớ 2 nữa bằng 32. Như vậy là đây là bằng 324. Các em lấy 351 trừ đi 324 thì nó sẽ dư là 27. Cô nhẩm lại này, 351 chia 54 được 6 lần. 6 nhân 54 thì bằng 324. Kem lấy 351 trừ 324 thì bằng 27. Kem thêm số 0 vào. Khi mà thêm số 0, kem đánh dấu phẩy ở đây. Vậy kem lấy 270, kem chia cho 54 thì được 5 lần. 5 nhân với 54 bằng 270, 270 trừ 270 hết. Tiếp theo, chia số thập phân cho số thập phân. Ở đây có hai chữ số sau dấu phẩy, kem bỏ dấu phẩy này đi, bỏ dấu phẩy này đi, đúng không ạ? Đây có hai chữ số thì kem thêm một chữ số 0 vào đây. Đấy. Có hai chữ số ở số bị chia, kem bỏ số bị chia, bỏ hai chữ số bỏ dấu phẩy ở cái phần số bị chia đi, thì ở số thập phân kem dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải hai chữ số đây. Như vậy thì chúng ta sẽ được là 4846 chia cho 360. Tám trăm bốn mươi sáu chia 360 thì chúng ta được 2 lần. Kem lấy 360, kem nhân với 2 thì bằng 720. 2 nhân 360 thì bằng 720. Kem mới nhẩm là 846 trừ đi 720. 846 trừ đi 720 thì sẽ bằng 126. 126 này không chia được thì kem thêm 0 vào. Khi mà kem thêm chữ số 0 vào thì kem phải đánh dấu, dấu phẩy. Đánh dấu phẩy ở đây. Đánh dấu phẩy ở đây thì chúng ta sẽ lấy 1260 kem chia cho 360. 1260 chia cho 360 thì được 3 lần. Kem lại nhẩm lên, 3 nhân với 360 thì bằng 1080. Vậy lấy 1260 kem trừ đi 1080 thì nó sẽ dư là 180. Tiếp tục thêm 0 vào. Vậy kem lấy 180 kem chia cho 360. 1800 chia cho 360 thì bằng 5 lần. 5 nhân 360 thì bằng 1800. 1800 trừ 1800 hết. Nói lại cách chia này. 846 chia 360 thì được 2 lần. 2 nhân 360 thì bằng 720. Lấy 846 trừ đi 720 thì dư 126. Kem thêm số 0. Ngay khi kem thêm số 0 thì em đánh dấu phẩy ở đây. Vậy chúng ta có 1260 chia 360 thì được 3 lần. Kem nhân ngược lên, 3 nhân 360 thì bằng 1080. Lấy 1260 trừ đi 1080 thì bằng 180. Kem tiếp tục thêm 0 vào để chúng ta chia. Như vậy ở đây lấy 1800 chia 360 thì bằng 5. 5 nhân 360 thì bằng đúng 1800. 1800 trừ 1800 hết. Tiếp tục. Chia cho 48.
Kem lấy phần nguyên kem chia trước. 204 chia cho 48 thì được 4 lần. Chia 48 thì bằng 4 lần. Kem lấy 4 nhân với 48 thì được 192. 192, chúng ta nhẩm 204 trừ đi 192 thì nó sẽ dư. 204 trừ đi 192 thì sẽ dư mấy? À, sẽ dư ở đây là trừ đi 200 sẽ dư 12 đúng không ạ? 204 trừ 192 thì sẽ dư 12. Sau đó kem hạ chữ số thập phân đầu tiên xuống. Ngay khi kem hạ chữ số thập phân đầu tiên xuống thì em đánh dấu phẩy. 124 chia cho 48 thì được 2 lần. Kem lấy 2 nhân với 48 thì bằng 96. 124 trừ đi 96 thì sẽ dư 28. Kem hạ tiếp 8 xuống. Hạ tiếp chữ số 8 xuống. Như vậy chúng ta lấy 288, kem chia cho 48 thì được 6 lần. 6 nhân với 48 thì bằng 288. 288 trừ 288 hết. Cô nhắc lại. Đầu tiên kem lấy phần nguyên 204. 204 kem chia cho 48 được 4 lần. 4 nhân với 48 thì bằng 192. Lấy 204 trừ 192 thì dư 12. Kem hạ chữ số đầu tiên của phần tập phân thì em đánh dấu phẩy đây. 124 chia 48 được 2 lần. 2 nhân 48 bằng 96. 124 trừ 96 dư 28. Hạ tiếp chữ số 8 xuống. 288 chia 48 bằng 6. 6 nhân 48 bằng 288. 288 trừ 288 hết. Kết quả của phép chia bằng 4,26. Sang ý B. 14 phần 15 chia cho 7 phần 20. Phép chia thì các em sẽ chuyển về nhân nghịch đảo để chúng ta làm. Như vậy chúng ta sẽ chuyển thành phép nhân này. 14 phần 15 kem nhân với 20 phần 7. Kem nhẩm rút gọn ở phía ngoài, chúng ta có thể dùng bút chì. Chúng ta thấy là 14 chia cho 7, cái này rút gọn thì đây được 2 lần, đúng không ạ? Như vậy đây được số 2 này, rút gọn, như vậy đây được 2. Rồi, cái này với cái này cùng rút gọn cho 5, phải không nào? Cùng rút gọn cho 5. Như vậy cái này chia 5 thì được 4, cái này chia 5 thì được 3. Như vậy ở đây chúng ta được 2, 2 nhân với 4. Đây cô nhát ngoài nháy nhát đi nhá. 14 phần 15 kem nhân với 20 phần 7 này. Ở đây cô sẽ rút gọn như sau. Cái số 7 này rút gọn với 14 chia 7 được 2 lần này. Được chưa? 20 với 15, cái này cô rút gọn cho 5 thì được 4 lần. Cái này rút gọn cho 5 thì được 3 lần. Như vậy chúng ta có là 2 nhân với 4 bằng 8 này. Dưới mẫu chúng ta được 3. Rút gọn cái này thì 7 chia 7 bằng 1. 3 nhân 1 bằng 3. Trên tử 2 nhân 4 bằng 8. Kết quả của ta bằng 8 phần 3. Ý B thì các em cũng chuyển thành nhân nghịch đảo. Các em cũng làm tương tự. 9 phần 8 nhân với 16 phần 27. Chúng ta làm bước này ra ngoài nhé nhé. Các em rút gọn 9 chia 9 bằng 1 này. 27 chia 9 bằng 3 này. 8 chia 8 bằng 1 này. 16 chia 8 bằng 2 này. Như vậy trên tử chúng ta là bằng 1 x 2 bằng 2, dưới mẫu 1 x 3 bằng 3. Kết quả chúng ta bằng 2 phần 3. Tiếp tục sang bài tập số 2. Bạn nào chưa xong bài tập số 1 thì các em dừng lại để làm cho xong đi.
tập số 2 tính nhẩm. Chia cho 0,1 thì tức là như nào? 52. Kem chia 0,1 tức bằng 52 chia cho 1/10 đấy. 0,1 tức là 1/10. Chia thì kem đi nhân nghịch đảo, tức là bằng 52 nhân 10/1 tức là nhân 10. Vậy khi chia cho 0,1 tức là đi nhân với 10. 52 nhân với 10 thì bằng 520. Phía dưới cũng vậy, 52 nhân 10 bằng 520. Tiếp theo, đây là chia cho 0,1. Chú ý này, khi chia cho 0,1 này thì chính bằng nhân với 10. Như vậy các em lấy 0,47 các em nhân 10. Nhân 10 thì các em dịch chuyển dấu phẩy sang bên phải một chữ số bằng 4,7. Nhân chia cho 0,1 là tức là nhân với 10. Như vậy 0,05 nhân 10 thì bằng 0,5. Chú ý quy tắc, khi chia một số cho 0,1 tức là lấy số đó nhân với 10. Chia cho 0,01. Bản chất này, 87 chia 0,01 thì bằng 87 chia cho 1/100. 0,01 tức là 1/100. Vậy khi chia cho 1/100 thì các em chuyển thành nhân nghịch đảo, tức là nhân với 100/1. Nhân với 100/1 tức là nhân với 100. Vậy một số khi chia cho 0,01 thì bằng số đó nhân với 100. Như vậy các em lấy số này các em nhân 100. 87 nhân 100 bằng 8700. Cái này nhân với 100 cũng bằng 8700. Chia cho 0,01 tức là nhân với 100. Nhân 100 thì các em chỉ thêm hai số 0 vào phía sau thôi. Chia 0,01 tức là nhân 100. Đây chúng ta thêm hai số 0 vào. Tiếp theo, 15 chia cho 0,25. 0,25 đây thì tức là bằng 15 chia cho 25/100. Có phải không? 0,25 bằng 25%. Như vậy chúng ta sẽ giữ nguyên 15 này. 25/100 thì các em có thể rút gọn bằng 1/4. Vậy sẽ bằng 15 khi chia cho 1/4 thì các em nhân nghịch đảo là nhân 4/1. Nhân với 4/1 tức là nhân với 4. Như vậy một số khi chia cho 0,25 tức là các em lấy số đó kém nhân với 4. Chia cho 0,25 thì bằng nhân với 4. Như vậy các em lấy 15 các em nhân 4. 15 nhân với 4 kết quả bằng 60. Chia 0,25 tức là lấy số đó nhân 4. Các em lấy 32 các em nhân với 4 bằng 128. Đấy, cô vừa chứng minh xong đây này. Đây 15 chia 0,25 này. Chia thì game 25/100. 0,25 tức là 25% thì nó chính bằng 1/4. 1/4 thì chúng ta chuyển về phép chia về nhân nghịch đảo tức là nhân 4. Chia 0,5 18. Chia 0,5 tức là game sẽ viết 18 chia 5/10. 0,5 là bằng 5/10 mà. Đúng không? Như vậy thì nó sẽ bằng 18 chia cho 1/2. 5/10 bằng 1/2. Chia các em chuyển thành nhân nghịch đảo tức là 18 nhân 2/1. Nhân 2/1 tức là nhân với 2. Như vậy khi chúng ta chia cho 0,5 tức là chúng ta nhân với 2. Mà chia cho 0,25 tức là chúng ta đi nhân với 4. Nhớ nhá. Chia 0,25 thì bằng nhân với 4 mà chia 0,5 thì nhân với 2 này. Lấy 18 nhân 2 bằng 36. Chia 0,5 tức là nhân 2. Như vậy em lấy 48 nhân 2, 24 nhân 2 bằng 48. Tiếp tục chuyển sang bài tập số 3. Bạn nào chưa làm xong thì các em dừng lại làm cho xong đã. Bài tập số 3,
Yêu cầu kem là tính bằng hai cách. Chín phẩy năm mươi bảy chia cho 17/15 cộng 9 phần 5 chia 17/15 cộng 8 phần 5 chia 17/15. Cô sẽ chuyển hết phép chia này thành phép nhân đã nhá. Như vậy ở đây sẽ bằng 9 phần 5 này. Cô nhân với 15 phần 7. 15 phần 17. Cộng với 8 phần 5 cũng nhân với 15 phần 17. Đến đây thì các em thấy cái gì chung? Chúng ta thấy 15 phần 17 là nhân tử chung này. 9 phần 5 nhân 15 phần 17. Bên này cũng 8 phần 5 nhân với 15 phần 17. Như vậy thì chúng ta sẽ đặt nhân tử chung là 15 phần 17 ra ngoài. Trong ngoặc sẽ còn 9 phần 5 cộng với 8 phần 5. Như vậy, chúng ta được kết quả như thế nào? Các em có thể tính ra ngoài nháy nháy một chút. Đây ta nháp này. 15 phần 17 các em đặt ra ngoài đúng không? Trong ngoặc này là 9 cộng 8 bằng 17. Giữ nguyên mẫu. Cộng hai phân số cùng mẫu thì em lấy tử cộng tử giữ nguyên mẫu. Như vậy ở đây các em sẽ rút gọn con 17 này với con 17 này cho nhau này. 15 chia cho 5 thì bằng bằng 3. Như vậy kết quả chúng ta sẽ bằng 3. Đấy. Đây là cách thứ nhất. Cách thứ nhất là các em sẽ chuyển phép chia về thành phép nhân, sau đó các em đặt nhân tử chung. Cách thứ hai là chúng ta làm như nào? Trước tiên các em cũng chuyển hết phép chia về thành phép nhân trước đi đã. Rồi chúng ta thực hiện lần lượt từ trái sang phải thôi. Như vậy ở đây chúng ta sẽ chuyển về thành phép nhân nhé. Thì cô sẽ lấy là 9 phần 5 nhân với 15 phần 17 cộng 8 phần 5 kem nhân với 15 phần 17. Thế thì ở đây chúng ta sẽ thực hiện có phép cộng và phép nhân, các em thực hiện nhân trước hai phép nhân này. Sau đó các em cộng kết quả với nhau. 9 phần 5 kem nhân với 15 phần 17. Thì rút gọn đây, 15 này rút gọn chia cho 5 thì được 3. 9 nhân với 3 bằng 27. 27 phần 17. Lấy 9 nhân 3 bằng 27, dưới mẫu 17. Như vậy ở đây bằng 27 phần 17. Cộng với bên này là chúng ta có 8 phần 5
kem nhân với 15 phần 17. Cái con này rút gọn đây đúng không ạ? 15 chia cho 5 thì bằng 3. Như vậy chúng ta có 3 x 8 bằng 24. Dưới mẫu còn 17. Như vậy cộng với 24 phần 17. Cộng hai phân số cùng mẫu, các em lấy tử cộng với tử, 27 cộng với 24 thì bằng 51. 51 phần 17 tức là bằng 3. Như vậy dù làm theo cách 1 hay cách 2 thì nó đều ra kết quả bằng 3 cả. Sang ý B. chín chia 0,25 cộng với 1,05 chia 0,25. Cách thứ nhất cô sẽ thực hiện là cùng chia cho 0,25, như vậy cô lấy 0,9 cô cộng với 1,05 đấy, rồi tất cả chia cho 0,25. 0,9 cộng với 1,25 à 1,05 xin lỗi kem. 0,9 cộng với 1,05 thì bằng 1,95. Cái này này, kem thực hiện trong ngoặc trước, như vậy nó bằng 1,95. Chia cho 0,25 tức là nhân với 4 đấy. Chia cho 1/4 đấy. 0,25 tức là bằng 1/4. Nó bằng 25% mà. 25% thì chúng ta rút gọn bằng 1/4. Mà chia cho 1/4 thì nhân nghịch đảo tức là bằng nhân với 4. Như vậy kem có thể biết là bằng 1,95. Kem đi nhân với 4. 1,95 nhân 4, kết quả của ta bằng 7,8. Tương tự, cái này. Cái này thì chúng ta có chia cho 0,25 tức là chia cho 1/4. Ở đây thì các em dễ thực hiện cái phép chia này trước, rồi cách thứ hai là thực hiện phép chia này sau. Sau đó chúng ta cộng hai kết quả vào. Như cô nói, 0,25 tức bằng 1/4 thì các em lại lấy 0,9 này. Các em chia cho 1/4 cộng với 1,05. Các em chia 1/4. Chia cho 1/4 tức là nhân với 4. Như vậy các em lấy 0,9 các em nhân với 4 thì nó bằng 3,6. Đấy, thực hiện hai phép chia trước, có phép chia và phép cộng thì thực hiện chia trước cộng sau. 1,05 các em nhân với 4. 1,05 nhân với 4 thì bằng 4,2. Kem lấy 3,6 cộng 4,2 thì cũng bằng 7,8. Như vậy kem làm theo cách 1 hay cách 2 thì đều ra kết quả như nhau. Trên đây là cô và các em đã vừa hoàn thành xong được các bài tập của bài 155 trong vở bài tập toán lớp 5. Để tiếp tục đón xem các video mới trên kênh, các em hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và bấm chuông. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các bài học tiếp theo.